Thế bây giờ vận dụng chúng ta sẽ giải một số bài tập liên quan ha. Câu 1. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly chỉ xảy ra khi A là các chất phản ứng phải là những chất dễ tan hoặc là phải có axit nha. Hoặc có axit. Khi mà có axit rồi thì cái chất kia, chất còn lại thì có thể kết tủa vẫn được. Ví dụ mình lấy muối canxi carbonate nè, mình tác dụng với HCl thì có axit rồi thì chất còn lại là kết tủa vẫn phản ứng được nha. Vậy cái câu này nó chưa có đủ. Rồi các chất phản ứng phải là những chất điện ly mạnh. Thì tương tự như vậy, mình điện ly yếu vẫn được. Rồi, một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. Rồi, đây là đáp án nè. Rồi, phản ứng không phải là thuận nghịch. Đáp án đây là câu C. Một số ion kết hợp được với nhau. Muốn làm giảm cái nồng độ của nó thì nó sẽ tạo thành giảm nồng độ là để tạo thành kết tủa nè, hoặc là tạo thành chất khí nè, hoặc là tạo thành chất điện ly yếu. Lý thuyết mình học rồi. Trời, ở đây sẵn nói luôn là một mà phân loại một số phản ứng trao đổi ion trong dung dịch bình thường gặp. Nó là phản ứng giữa axit với bazơ. Axit cộng bazơ thì ra muối và nước. Thì trong đây có nước ha. Sản phẩm chỉ cần có ít nhất một chất là kết tủa khí hoặc điện ly yếu là được rồi. Ở đây có nước là chất điện ly yếu nè, là thỏa mãn nè. Lấy ví dụ như là mình cho HCl nè, tác dụng với NaOH. Đó, thì phản ứng này thì nó sẽ có đây. Hiro kết hợp với OH và natri thì kết hợp với clo ha. Đó, nó có cái sơ đồ nó giống như nè, chất đầu cái gốc đầu của chất thứ nhất kết hợp với cái gốc cuối của chất thứ hai, rồi đầu của thứ thứ hai kết hợp với gốc cuối của chất thứ nhất. Đó, có sơ đồ như vậy gọi là phản ứng trao đổi ion. Loại thứ hai là axit phản ứng với muối. Cái axit phản ứng bazơ thì có axit tham gia rồi thì cái chất còn lại là tan cũng được hoặc kết tủa cũng được. Như vậy trên ba đây là bazơ tan cũng được hay kết tủa cũng được. Tương tự với muối, giờ mình có axit rồi thì muối đây là muối tan cũng được hoặc là kết tủa cũng được. Axit cộng muối thì ra muối mới và axit mới. Thì axit mới này là phải yếu hơn cái axit ban đầu. Ví dụ như mình lấy axit là HCl, rồi cái muối mới, cái muối của mình đó là canxi carbonate nè. Đó, thì nó vẫn phản ứng sản phẩm nó axit mới là H2CO3. H2CO3 nó không bền, nó tự phân hủy thành CO2 và nước. Như vậy giữa cũng có khí, nước là chất điện ly yếu nữa. Khí là CO2, nước là chất điện ly yếu thì thỏa mãn cái điều kiện. Loại thứ ba là bazơ cộng với muối. Như vậy giờ phản ứng này không có axit tham gia thì bắt buộc là bazơ mình phải tan, còn muối cũng phải tan. Thì nó sẽ ra muối mới. Cộng 3 giờ mới. Thì 3 giờ mới này thông thường là 3 giờ kết tủa. Ví dụ như mình lấy 3 giờ là NaOH nè, là 3 giờ tan. Rồi cái muối tan này thì có thể lấy là FeCl3. Đó. Thì cái kết tủa mà 3 giờ mới là FeOH 3 lần. Rồi, cái ví dụ thứ tư đó là phản ứng giữa muối với muối. Giờ không có axit tham gia, như vậy muối thứ nhất phải tan và muối thứ hai cũng phải tan.
Đó là những điều kiện để thỏa mãn cái phương trình trao đổi ion xảy ra. Muối và muối. Thì nó sẽ ra không hai muối mới, thì hai muối mới thì thông thường cũng sẽ hai muối mới sản phẩm thì có kết tủa hoặc là khí hoặc là điện đi yếu. Rồi, ở đây mình lấy có thể là ví dụ như muối bari cloruro, rồi muối thứ hai là mình lấy natri sulfat. Đây là hai muối thì phản ứng với nhau thì sẽ ra hai cái muối mới. Hai muối mới thì trong hai muối mới đó thì phải có một cái kết tủa hoặc khí hoặc điện yếu ha. Ở đây có kết tủa là bari sulfat nè. Thì đó nó có trao đổi ion. Rồi tiếp theo câu số 2. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết những ion của nào tồn tại trong dung dịch, nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất, bản chất của phản ứng trong dung dịch cái chất tiện ly, thì đây là đáp án C. Câu 3, chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch đại nitrat? Như vậy bắt buộc mình vận dụng cái bảng tính tan hồi nãy mình học ha. Bạc thì tác dụng với HCl được kết tủa là bạc cloruro. Tác dụng này thì được kết tủa là bạc phosphat phát. Rồi, ở đây kết tủa là bạc bromo. Rồi duy nhất H2O3 là không có tạo kết tủa. Câu số 4, trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch? Cái từ cùng tồn tại có nghĩa là không phản ứng nha. Không phản ứng. Điều kiện phản ứng á, là có khí kết tủa hoặc là điện ly yếu. Rồi giờ không tạo được ba thứ đó là không phản ứng. Rồi mình xét nè. Nhôm. Giờ mình ráp cái đầu này với cuối kia. Rồi đầu này với cuối kia. Giờ nhôm sulfat tan. Đồng cloruro tan. Thì cả hai cùng tan hết thì nó không xảy ra phản ứng. Này, vậy đã cùng tồn tại được trong dung dịch. Rồi, ví dụ như B cái B này có bạc với clo nè. Đã ra kết tủa bạc cloruro. Có ha. Kết tủa bạc cloruro. Rồi aluminat. Đây, aluminat với lại gốc H cộng thì nó có tạo ra HAlO2, đây là một dạng axit của nhôm hydroxit á. Kết tủa này là nhôm hydroxit. Này nè, dung dịch thì nó có nước nữa. Cái làm lấy natri aluminat cộng nước cộng HCl thì nó được kết tủa là AlOH3 lần. HCl vừa đủ. Rồi cái D thì cái anh natri hydrosulfat này thì cái gốc hydrosulfat mình có thể xem điện ly mạnh nha, là điện ly ra natri H cộng với SO4 nè. Rồi, còn bên đây là có góc HCO3 thì cái góc HCO3 này nó ráp được với H cộng nè. Nó ráp với H cộng. Đó, nó sinh ra được khí CO2 và nước. Rồi, câu số 5. Trong dung dịch ion carbonate cùng tồn tại với ion nào? Cũng là từ cùng tồn tại ha. Có nghĩa là không phản ứng. Không tạo được kết tủa, không tạo được khí, không tạo được chất điện ly yếu. Rồi. Mình thấy đáp án là nhớ là tất cả các muối amoni, muối natri, kali đều tan á. Thì đây đáp án câu A. Còn câu B. Đồng với carbonate. Để đồng carbonate kết tủa, magie carbonate kết tủa, nhôm carbonate có kết tủa. Trong bảng tính tan thì em thấy một số chất người ta gạch ngang nó là không tồn tại á, vì nó bị thủy phân. Thì anh đồng carbonate với lại nhôm carbonate là nó bị thủy phân trong dung dịch sinh ra kết tủa với khí CO2 á, thì cái này thì lên lớp 12 mình sẽ hiểu rõ hơn nha. Em coi thêm cho bảng tính tan. Thì có kết tủa chỉ cần một ion phản ứng là cũng được rồi.
Rồi câu C thì tương tự là cả ba nè, cả ba đều kết tủa được. Đây là được luôn, có phản ứng kết tủa được. Rồi câu thứ sáu, dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại? Cũng vậy, mình thấy natri thì tất cả các muối natri đều tan rồi, thử cân xét. Bây giờ đồng, đồng cloro tan, đồng sulfur kết tủa, nhìn có phản ứng rồi. Câu B, HCO3 trừ nó lưỡng tính nè, nó lưỡng tính thì cái phần lưỡng tính là nâng cao một chút. Lưỡng tính nó là tác dụng được H cộng và tác dụng được OH trừ, thì nó sẽ ra là CO32 trừ và nước. Có sản phẩm nước là điện ly yếu hay phản ứng. Câu C, bạn mình chỉ cần phát hiện một cặp là được rồi nha, không cần viết hết. Rồi còn câu D thì không có phản ứng nào hết. Để đáp án số 7 cũng vậy luôn. Đây, bạc cloro chỉ cần một cặp thôi nha, không cần hết. Magie bên đây có bạc và bromo kết tủa nè. Rồi còn natri với amoni tất cả đều tan rồi, thì đáp án câu C là như vậy. Thuộc bảng tính tan thì rất là lợi thế, em biết được phản ứng ion nào với ion nào. Rồi câu 8, có thể cùng tồn tại. Giờ mình lựa ra nha. Có thể cùng tồn tại là không phản ứng. Giờ câu số 1, một có phản ứng nè, canxi carbonate kết tủa. Anh làm cột này đi. Bari sulfat kết tủa nè. Rồi bên đây là natri tất cả đều tan rồi, magie, nitrat thì tất cả đều tan. Magie sulfat tan luôn. Như vậy anh này có nè, cùng tồn tại là không phản ứng anh này nè. Câu số 7, cái 7 là sulfat thì chỉ kết tủa với 3K bạc chì, cloro thì kết tủa với bạc chì. Như vậy cái này không có ha, không phản ứng gì hết. 9, hydrocarbonate thì tất cả cũng hầu hết là tan á, hầu hết đều tan. Amoni, rồi cái này cũng để coi. Rồi được nè. Rồi em lưu ý là cái H cộng với NO3 trừ hai ion này mà cùng trong dung dịch thì nó có tính chất tương tự với H2O3, thì những cái ion nào có thể tăng được cái số oxy hóa thì có phản ứng, thì đây thuộc loại phản ứng oxy hóa khử. Thì cái chương nitơ, chương nitơ phosphor thì em sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Ở đây có phản ứng giữa sắt 2 cộng với H cộng cộng NO3 trừ lên muối sắt 3 khí NO, có phản ứng rồi. 13 đây. Với lại là amoni nữa nha. NH4 có thể kết hợp với OH trừ, nó không bền, nó phân hủy thành khí NH3 và nước. Rồi câu số 2, không phản ứng nè. Cái số 4 có H cộng với O, có OH trừ với HCO3. 6 này không làm hết nha, cô chỉ phát hiện một cặp là đã mình kết luận là nó không tồn tại được rồi. Đây. 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 Sắt 3 sulfur cũng vậy, nó bị thủy phân á, nó kết lẽ ra kết tủa là sắt 3 sulfur mà nó không bền, nó bị thủy phân rồi, nó thành cái hydroxit của sắt 3 với lại khí. Cái 14, đây có bạc phosphat kết tủa. Hai ba rồi, như vậy là cùng tồn tại không phản ứng là có 2 5 7 9. Câu số 9,
Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một cation, một anion. Rồi hỏi các dung dịch đó là muốn là dung dịch thì có nghĩa là nó tan được á. Dung dịch là chất lỏng. Chất lỏng thì nó không có chứa những cái kết tủa. Giờ cái nào có kết tủa thì mình sẽ loại trừ ra. Anh này nè. Anh này trong dung dịch nó bị phỉ phân nha. Rồi câu này, này kết tủa bạc cloro nè. Đây là kết tủa bạc carbonat nè. Rồi, thì chỉ còn câu C là không có kết tủa nào hết thì thỏa mãn là tất cả đều là dung dịch tan. Câu 10 đều tác dụng với HCl loãng. Vậy cái này cũng kiến thức lớp 10 mình học rồi ha. Đều tác dụng ở đây như có kali nitrat là không tác dụng nè, tại vì nó ráp với HCl thì nó ra là KCl lạnh tan, H2O3 là axit mới, nó là một axit mạnh thì nó không thỏa mãn cái điều kiện là có khí kết tủa điện ly yếu. Hiện nay không phản ứng. Câu B. Muối này thì có cái gốc HCl3 phản ứng. Cái này thì phản ứng. Hồi nãy cô gạch là chắc không phản ứng nha. Cái này có phản ứng rồi, mình bỏ đi. HCOONe thì nó tạo ra HCOOH là một axit yếu. Cái này có gì? Đều tác dụng, vậy là câu B nè. Đều tác dụng. Câu C. Câu C thì bari sunfat nó không tác dụng với HCl. Nó làm cái kết tủa không tan trong axit. Câu D. Câu D thì có đồng sunfua, em nhớ có đồng sunfua với chì sunfua, hai cái sunfua này thì nó không tác dụng HCl. Lớp 10 học rồi ha. Tiếp theo là câu 11. Hỏi số phản ứng xảy ra. Trời, giờ mình dựa theo kiến thức là cái nào có kết tủa khí điện ly yếu nha. Có phản ứng xảy ra đúng không? Đây gốc HSO3 tác dụng được với H cộng nè. Đây thì bạc cộng tác dụng được với clo ra kết tủa nè. FeS tác dụng được với H cộng ra khí HAS nè. Amoni tác dụng được OH trừ ra khí NH3. Rồi nhôm hydroxit thì là lưỡng tính thì tác dụng được OH trừ. Natri sunfat thì tan, kali phosphat cũng tan, như vậy anh số 2 này là không phản ứng. Ở đây là HCO3 trừ phản ứng được H cộng ra khí CO2. HBO4 cũng lưỡng tính tác dụng được với axit. HCO3 trừ lưỡng tính tác dụng được OH trừ ra CO32 trừ và nước. Rồi cái đồng sunfua này không tan nha, không tan trong HCl. Rồi, như vậy nó chỉ có xin lỗi. Cái này không phản ứng nè. Để tóm lại là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 phản ứng. Câu 12, số chất tác dụng với BaHCO3 tạo kết tủa. Rồi, bari HCO3 tác dụng được H cộng thì sinh ra khí rồi, không có. Rồi gốc HCO3 trừ gặp OH trừ nè, thì nó sinh được cái gốc CO32 trừ. CO32 trừ này ráp được với bari. Em phải tách ra hết những cái ion ha. Ion bari, ion HCO3 trừ, ion OH trừ. Đó, thì đầu tiên HCO3 trừ tác dụng OH trừ ra CO32 trừ. Rồi, CO32 trừ này ráp được với bari tạo kết tủa. Như vậy có phản ứng. Có kết tủa. Trên đây thì đây gốc nó tách ra là Na cộng H cộng SO42 trừ. Rồi, bari kết hợp với SO4 được kết tủa. Đây có SO4 được kết tủa.
Tương tự này là môi trường 3 giờ thì góc H2O3 nó cũng tác dụng được, cho ra CO3 2 trừ. Rồi có cái tổ 1, 2, 3, 4. Câu 13 là cái tổ với tạo thành kết tổ khi phản ứng với BaCl2. KH không, H2O4 có nè, canxi nitrat không ha. SO3 khi tan bỏ vô nước trong dung dịch nó có nước, SO3 tác dụng nước thành H2O4 thì có góc sulfat rồi là kết tổ được. Anh này cũng có góc sulfat được nè, này sulfit kết tổ với bari được nè. Được, như vậy là được 5 cái. Rồi câu cuối cùng là câu 14. Lượng dư dung dịch perihydroxit tạo thành kết tổ. Đó, thì những như cái kiến thức kết tổ nãy giờ mình thuộc được bảng tính tan thì mình làm được rất là nhiều thứ. Sắt được nha. Sắt với OH trừ thì được kết tổ là sắt 3 hydroxit nè. Anh này có phản ứng nhưng không có kết tổ. Góc sulfat thì được với bari. Rồi magie thì được với OH trừ. Sắt 2 được OH trừ. Anh nhôm tạo thành nhôm hydroxit nhưng mà hydroxit tiếp tục tan được trong BaOH2 lần dư. Tại vì cái nhôm hydroxit với crom luôn nè, hydroxit nó lưỡng tính. Lưỡng tính cái bài axit bazơ muối mình đã học rồi, em xem lại bài đó nha. Cái tủa xong rồi nó tan tại vì có lượng dư. Rồi vậy đây 1, 2, 3, 4. Rồi, cảm ơn các em.